Hello, chào các bạn đến với kênh của Đi Đà Mát Tầm Mốt TV nha các bạn. Hôm nay mới anh em đi săn về, do mưa quá mình không quay được. Không quay cho các bạn cận cảnh để các bạn xem mình đi bắt chuột đêm các bạn. Bắt chuột. Xong mưa quá mình không quay được. Chuột cũng ít lắm, nó không ra được, mưa quá. Giờ đang cơn bão số 9 các bạn. Đây. Đang tắm nè các bạn. Ướt hết rồi. Chỉ thay đồ xong đấy, mình quay cho các bạn này, cái con chuột của mình nha. Có 4 con, 5 con thôi các bạn ơi. Với con lươn nè, mình cũng chặt được một con ngoài ruộng các bạn. Đấy, chỗ đây này. Tí mình cho quay các bạn xem nha. Đây, về đây nè các bạn ơi. Đây, chuột không phải đi bẫy các bạn nha, đi dọc ngoài ruộng này. Đây. Được 4 anh em đi nha. Đây nè, tem của mình đây các bạn. Đây, một con lươn to luôn, trả bá luôn các bạn. Lươn không lô luôn các bạn ơi. Chất to to này. Mình cũng chưa từng thấy lươn to vậy nha các bạn. Quá to luôn. Đi dặm con chuột dưới ruộng đấy. Đồng cỏ dặm xung quanh nó ra đấy. Xong đập, thấy con lươn luôn. Đập con lươn về luôn. Hay cá, con cá luôn này các bạn. Đây nè, anh em mình trong tem mình các bạn nha. Con chuột mấy con nhỉ? 4 con chuột mình. Một con cút nữa các bạn. 4 con chuột đây. Rồi tí mình sẽ làm món nhỏ luôn các bạn. Hôm nay mình uống rượu luôn đây. Tí mình thôi các bạn. Rồi mình cũng chúc cho các bạn một buổi tối ngủ ngon nha các bạn. Rồi mình tắt video đi thui thôi, nhâm lửa thôi các bạn. Lạnh quá các bạn. Đây con chuột của mình đây. Đây nè, đây nè, 4 con thôi. Con chuột nhắt cho các bạn nha. Đây con chuột nhắt đây, nhỏ nhỏ lắm này. Đây một con chuột nhắt đây. Đây, một con cút đấy các bạn. Hello, chào các bạn nha. Tí nhỏ cùng anh em mình nha. Mình thay đồ rồi các bạn ơi. Ướt hết rồi. Mình thay đồ rồi. Ăn ngon lắm các bạn. 4 con chuột. Một con lươn. To ra báo các bạn. Lúc này mình tưởng con rắn nhưng mình không dám sờ vào, mình sợ. Để tem của mình chụp luôn. Rồi mình thôi thôi các bạn. Thank you.
đi đêm cho cả nhà các bạn để mình có được video để mình đăng lên để đăng có video để xem các bạn ơi. Khi nào mình có thu nhập mình mua cái máy kia đi đêm mùa mưa thu nhập mình đến đi quay cho các bạn xem. Này do mưa to quá nên máy bị kín các bạn. Mình không quay cho các bạn xem được. Mình phải ra mình quay. Mình sửa cái máy mình nó dính nước ra hỏng luôn cả. Đang thui chuột chim mùa xo em đang ở đâu chim mùa xo đi anh lại nhỏ
món thịt chuột đặc sản của Tây Nguyên. Nhậu đêm. Thui xong đây này các bạn ơi, thui chín luôn, chín rồi, đi nhậu nha các bạn nha. Đây này, chuột chín đây này, nhậu thôi. Hôm nay không say không về, vợ nói gì kệ, vợ là vợ, ta là ta, nhưng mà vợ nói gì mình cứ im nha, không được cãi lại, mình cũng rượu say mà, vợ nói là đúng. Mình là không đúng, mình uống rượu say là mình không đúng rồi, mình đúng cái nhau với vợ là vợ, ta là ta, vợ nói thì chuyện gì mình cứ im, mình ngủ luôn. Nhọc này tuyệt vời, ngon. Chào các bạn nha, nhậu cùng anh em mình. Đây, hai món các bạn nha, đấy. Quá ngon luôn, ngon. Thôi anh em mình chiến đấu thôi, mình cái này thôi, mình dùng rượu nho nha các bạn. Rồi mình mở cái này ra. Rồi mình uống cái này trước nè. Mình mời các bạn nha. Uống cùng đi Drama 81 TV các bạn. Này, hai anh em này. Thấy tay thôi, cái đầu nằm ở kia rồi. Gì? Gì khuyên quá à? Cứ rạ ra cái rượu ngon. Cái khác. Rượu nho ngon. Nó ngọt. Ăn rồi đấy. Đấy, mình mời các bạn ăn thịt lườn cùng anh em mình nha. Chị nó chả cô không lên để cho mình ghi được nhìn. Quá tuyệt vời luôn. Sao nó ngon thế nhỉ? Cho ớt vào nữa. Ngon lắm. Có chụp cái gì vậy? Cái thạc nó quay hơn. Coi anh có đang mở màu hết. Rồi, ông cười các bạn. Nên ngại quá. Nhưng cái gì nhé, mời cái gì nhé. Rồi tạt cái pha cái người ấy, nào quá nhỉ. Mồi nhọc đó, anh em đây các bạn. Mẹ lợn. Qua bọc hắn. Qua hắn. Mẹ bọc bể rồi. Nhắn mình rụt được tay anh lời rồi đấy. Rồi đây là phúc rồi các bạn. Mời các bạn nha. Hôm nay mình đi bắt chuột một đêm. Xong xuôi rồi mình về. Bây giờ mình thui xong rồi mình ăn lên nhậu. Ở cửa hàng lại mưa có mưa, có ốc, mưa khô, có mưa bị. Thích chuột nè. Quá ngon. Tay cá năng tay rạo mi phụ. Lúc chào các bạn nha, video mình kết thúc tại đây rồi. Các bạn nhớ ủng hộ cho mình, nhớ like và đăng ký kênh
bấm chuông cho mình để theo dõi các video mình nha các bạn nha. Giờ cái video mình quay từ nãy giờ rồi, ăn rượu hết rồi. Giờ mình xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình nha. Chào các bạn nha. Hẹn các bạn trong video tiếp theo. Hôm nay hết một bịch rồi các bạn ạ. Uống mình 3 thang rồi, uống 20 một bia là này hết rồi. Bây giờ hết rồi sang qua bên này nữa. Uống nè bạn. Rồi, kết thúc video nha các bạn.